Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 cho biết đã đạt được tiến triển trong việc lấy lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Dự kiến vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng sau tại Italy. Trong hai ngày hội nghị tại Italy, các bộ trưởng tài chính G7 đã tập trung thảo luận về khả năng sử dụng khoản lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga ở nước ngoài để mang lại lợi ích cho Ukraine, trong đó tập trung vào cách thức rút tiền từ số tài sản trị giá 300 tỷ euro bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo G7, việc cụ thể hóa cách thức và triển khai thỏa thuận sẽ tiếp tục được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7. Trong một phản ứng, Nga tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu phương Tây sử dụng bất hợp pháp tài sản của Nga. Theo Moscow, việc EU lấy số tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ quân sự cho Kiev là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm tất cả các quy tắc và chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Liên quan đến tình hình xung đột tại Gaza, hôm qua giới chức Israel cho biết chính phủ nước này có ý định nối lại đàm phán ngừng bắn trong tuần sau. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế vẫn nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Gaza. Một quan chức giấu tên Israel cho biết các bên đã nhất trí về việc nối lại đàm phán trong cuộc gặp cùng ngày với giới chức Mỹ và Israel tại Paris, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, truyền thông Israel cho hay nước này đã nhất trí với các bên hòa giải về khuôn khổ mới cho tiến trình đàm phán. Liên quan tới tình hình nhân đạo tại Gaza, cùng ngày các bộ trưởng tài chính G7 đã kêu gọi Israel không làm gián đoạn những giao dịch quan trọng cũng như duy trì dịch vụ giữa các ngân hàng Israel và Palestine. G7 cũng yêu cầu Israel gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp có thể làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ở bờ Tây. Đáng chú ý, Italy thông báo sẽ tiếp tục tài trợ cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine với số tiền hỗ trợ mới lên tới 35 triệu euro. Phần lớn trong số tiền này được sử dụng cho sáng kiến thực phẩm cho Gaza do chính phủ Italy và các cơ quan của Liên Hợp Quốc phối hợp triển khai. Liên quan tới sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay của Singapore Airlines hồi đầu tuần, đến nay vẫn còn hơn 40 nạn nhân đang phải điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan với những chấn thương liên quan tới cột sống và sọ não. Theo thông tin mới nhất, có 43 nạn nhân đang được điều trị tại 3 bệnh viện khác nhau ở Bangkok, trong đó có nhiều người cần được chăm sóc đặc biệt. Đáng chú ý, trong những người điều trị có 22 bệnh nhân bị chấn thương cột sống và 6 bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó đã có 2 bệnh nhân được xuất viện. Những người này đều là hành khách trên chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines đang trong hành trình từ London đến Singapore hôm 21 tháng 5, đã gặp sự cố nhiễu loạn trời trong nghiêm trọng khi bay qua không phận Myanmar và buộc phải chuyển hướng cũng như hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Bangkok của Thái Lan. Sự cố đã khiến một hành khách thiệt mạng với nguyên nhân có thể do đau tim. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, trong một vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngày hôm qua tại một khu giải trí gia đình ở thành phố Rakot, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết vụ cháy xảy ra tại khu vui chơi TRP khi nhiều gia đình đang có mặt tại khu vực này. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và khống chế được đám cháy. Nhiều thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có thể có nhiều trẻ em. Thị trưởng Rakot cho biết con số thương vong còn có thể tăng cao, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm trị những đối tượng phải chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn. Thủ hiến bang Gujarat cho biết đã mở cuộc điều tra đặc biệt và hai người đã bị lực lượng cảnh sát Rakot bắt giữ do liên quan tới vụ hỏa hoạn. Dù nguyên nhân vụ việc chưa được xác định, song có thể do khu vui chơi này không đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ. Ngành hàng không thương mại Mỹ vừa ghi nhận một kỷ lục mới, ghi số hành khách đi máy bay trong ngày 24 tháng 5 ở nước này đạt 2,95 triệu lượt, mức trong ngày cao nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ TSA, lưu lượng hành khách hàng không ngày 24 tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập hồi tháng 11 năm 2023 là gần 2,91 triệu lượt hành khách. Trong nhóm 10 ngày có lưu lượng hành khách hàng không cao nhất thì có tới 5 ngày trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 5 đến nay. Ngày đạt kỷ lục trên cũng trùng với cuối tuần nghỉ lễ liên bang của Mỹ và cũng là dịp đánh dấu khởi đầu của mùa du lịch hè ở nước này, dự kiến từ mùng 1 tháng 6 đến 31 tháng 8. Các hãng hàng không Mỹ dự báo sẽ thực hiện trung bình hơn 26.000 chuyến bay mỗi ngày trong hè năm nay, tăng gần 1.400 chuyến so với cùng kỳ năm 2023, vận chuyển tổng cộng 255 triệu lượt hành khách. Hiện Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu kéo dài thời gian qua.
Mới đây, các hãng hàng không Mỹ cũng đã nêu quan ngại về vấn đề thiếu hụt nhân sự này. Chính phủ Anh hôm qua đã công bố dữ liệu cho thấy số lượng người di cư tới nước này từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 35% so với năm ngoái, với hơn 10.000 người, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của Thủ tướng Rishi Sunak. Theo số liệu mới được Bộ Nội vụ Anh cập nhật, chỉ riêng trong ngày 24 tháng 5, Anh đã phát hiện 288 người di cư đã vượt eo biển Manchester trên 5 thuyền, nâng tổng số người di cư theo tuyến đường này từ đầu năm 2024 đến nay lên gần 10.200 người. Ngoài ra, số lượng người di cư không có giấy tờ đến Anh bằng đường biển cũng đã lên mức cao kỷ lục trong 5 tháng đầu năm nay. Thủ tướng Sunak trước đó thừa nhận kế hoạch của chính phủ Anh nhằm trục xuất hàng nghìn người xin tị nạn ở Anh tới Rwanda có thể sẽ không được triển khai trước ngày tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 4 tháng 7 tới. Tuy nhiên, phía công đảng đối lập đã tuyên bố nếu đắc cử sẽ từ bỏ kế hoạch trên, cũng như thiết lập một cơ quan an ninh biên giới mới với cơ cấu gồm các bộ ngành liên quan, cũng như phối hợp với các tổ chức quốc tế để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Hiện công đảng đang dẫn trước đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Sunak tới 20% theo các kết quả thăm dò dư luận. Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm qua cho biết đã có hơn 48.000 ứng cử viên đăng ký tranh cử tại Thượng viện khóa mới gồm 200 ghế. Con số này ít hơn dự kiến do những quy định nghiêm ngặt của hệ thống bầu cử mới nhằm ngăn chặn những bất thường trong khâu đăng ký. Trong thời gian đăng ký kéo dài 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã nhận tổng cộng hơn 48.200 hồ sơ đăng ký tranh cử, trong đó có khoảng 48.100 người nộp đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tranh cử. Những trường hợp không đáp ứng được hết các tiêu chuẩn sẽ được cơ quan bầu cử xem xét kỹ lưỡng vào ngày 29 tháng 5 trước khi đưa ra quyết định phê duyệt cuối cùng. Thượng viện khóa mới của Thái Lan sẽ bao gồm 200 thành viên thuộc 20 nhóm lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn khác nhau như pháp lý, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục. Thượng viện mới sẽ không do người dân trực tiếp bầu mà do các ứng cử viên bầu với nhau. Các ứng cử viên sẽ bỏ phiếu theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Kết quả bầu cử sẽ được công bố trong ngày 2 tháng 7. Các bệnh viện ở Ấn Độ và Pakistan những ngày gần đây đã phải tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân bị sốc nhiệt và những bệnh nhân khác liên quan tới nền nhiệt cao. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài. Tại bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, số bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt tăng mạnh trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đang trải qua nền nhiệt tăng cao. Không chỉ bệnh nhân mà ngay cả sinh viên y khoa thực tập tại bệnh viện cũng gặp phải triệu chứng buồn nôn và nhiều biểu hiện khác do say nắng. Một nhóm tình nguyện địa phương đã phát bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nhằm giúp họ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thông thường, nhiệt độ mùa hè ở Ấn Độ đạt đỉnh vào tháng 5, song các nhà khoa học dự báo làn sóng nhiệt năm nay kéo dài hơn thường lệ. Còn tại thành phố Jacobabad, miền Nam Pakistan, các bác sĩ đã được tăng cường để kịp thời điều trị cho bệnh nhân trong ngày 25 tháng 5 khi ngày càng nhiều người nhập viện do sốc nhiệt cùng những triệu chứng kiệt sức do nắng nóng gay gắt. Thống kê cho thấy bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 đến 12 bệnh nhân sốc nhiệt mỗi ngày. Nhiệt độ ghi nhận trong ngày 25 tháng 5 lên tới 48 độ C và dự báo nền nhiệt cao sẽ còn kéo dài tới hết ngày 30 tháng 5. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong ngày hôm qua và đưa ra quyết định triệu tập một cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào cuối tháng 6 để xem xét tiến độ thực hiện những dự án đang triển khai trong nửa đầu năm. Theo KCNA, tại cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã yêu cầu thảo luận và đưa ra quyết định về một loạt vấn đề quan trọng nhằm hiện thực hóa những nhiệm vụ đã được đề ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã nhất trí thúc đẩy các hành động quân sự trước mắt cho các lực lượng vũ trang Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các nhiệm vụ một cách có trách nhiệm. Trong khi đó, theo báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, tại cuộc họp toàn thể sắp tới, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm quan hệ đối ngoại với Mỹ và một số chính sách về quân sự. Hôm qua, lực lượng Hamas tại Palestine đã phủ nhận thông tin nói rằng lực lượng này sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel dự kiến diễn ra ở thủ đô Cairo của Ai Cập từ ngày 28 tháng 5. Trên thực địa, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp việc Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu Israel ngừng tấn công thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Hamas đưa ra tuyên bố trên sau khi truyền thông Israel đưa tin đại diện của nước này cùng với các nhà hòa giải của Mỹ và Qatar đã đạt được nhất trí về việc nối lại đàm phán ngừng bắn vào tuần tới. Một quan chức của Hamas khẳng định
vẫn chưa có thời gian cụ thể dành cho các cuộc đàm phán. Đã 7 tháng kể từ khi nổ ra xung đột giữa Hamas và Israel, các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza vẫn chưa có tiến triển. Hai bên vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn cách biệt trong việc tiếp cận các vấn đề. Trong khi Israel đặt mục tiêu giải cứu tất cả các con tin đang bị Hamas giam giữ, thì Hamas lại muốn chấm dứt chiến tranh và thả các tù nhân Palestine. Trên thực địa, giao tranh cũng vẫn tiếp diễn. Hamas cho biết đã tiêu diệt và bắt giữ ít nhất một binh sĩ Israel ở Jabalia, phía bắc Gaza. Tuy nhiên, quân đội Israel đã lập tức bác bỏ thông tin này, khẳng định không có binh sĩ Israel nào bị Hamas bắt giữ. Hôm qua, Tổng thống Argentina Javier Milei đã kêu gọi thống đốc 23 tỉnh ở nước này ủng hộ và đồng hành cùng chính phủ trong các nỗ lực cải cách nền kinh tế, vốn đang gặp nhiều khó khăn. Ông Milei đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh Quốc hội Argentina vẫn chưa thông qua được bất cứ luật nào của chính phủ sau hơn 5 tháng ông lên nắm quyền. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 214 năm ngày cách mạng tháng 5 của Argentina, ông Milei cam kết sẽ cắt giảm đáng kể nhiều loại thuế nếu Thượng viện phê chuẩn dự luật cơ bản. Đây là dự luật có quy mô cải cách nhỏ hơn nhiều so với những dự luật được chính phủ đưa ra trước đây. Trong đó, đã loại bỏ một số kế hoạch gây tranh cãi như tư nhân hóa ngân hàng trung ương và giảm mạnh số lượng công ty, tập đoàn được tư nhân hóa hoặc cổ phần hóa từ 40 xuống còn 11. Hiện dự luật đã được Hạ viện thông qua nhưng vẫn còn nhiều ý kiến e ngại do chính giới Argentina không thực sự ủng hộ chủ trương giảm thiểu điều tiết của nhà nước trong nền kinh tế. Trước đó, ông Milei từng kêu gọi quốc hội và các chính quyền địa phương ký hiệp ước tháng 5 với các kế hoạch cải cách đầy tham vọng nhưng không thành công. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra để phản đối các chính sách kinh tế hà khắc của chính phủ trong bối cảnh đời sống nhiều người dân đang gặp khó khăn do lạm phát tăng cao và kinh tế đi xuống. Theo thống kê, có tới 9 trên 16 lĩnh vực kinh tế của Argentina ghi nhận kết quả tiêu cực trong quý 1 năm nay, khiến GDP sụt giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lạm phát vẫn ở mức tăng gần 288% trong tháng 3. Một số tổ chức tài chính dự báo kinh tế Argentina sẽ suy giảm 3,5% trong năm nay. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Thái Lan đang kêu gọi chính phủ nước này tạo điều kiện chuyển hướng sang các ngành công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư. Động thái được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang bị tụt lại về tốc độ tăng trưởng cũng như sức hấp dẫn về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI so với các nước trong khu vực. Trong báo cáo triển vọng kinh tế quý 1 năm 2024 công bố tuần này, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia ghi nhận GDP của Thái Lan chỉ tăng 1,5% trong 3 tháng đầu năm, mức thấp nhất trong số các nước ASEAN. Ngoài ra, với 2,96 tỷ đô la Mỹ, Thái Lan còn đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách thu hút FDI đổ vào ASEAN trong năm ngoái. Cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng GDP từ mức 2,2 đến 3,2% xuống còn 2 đến 3% do rủi ro từ cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung và xung đột địa chính trị đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Về giải pháp, cơ quan này đề xuất chính phủ Thái Lan thúc đẩy sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến và sáng tạo, ưu tiên các ngành liên quan đến sản xuất nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian trong nước, cũng như đào tạo lao động có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu của các ngành mục tiêu. Dự kiến nội các Thái Lan sẽ nhóm họp vào ngày mai để thảo luận về vấn đề này. Bản tin quốc tế hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.